Xin chào tất cả các bạn và các em học sinh. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn và các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ học môn vật lý lớp 9 nha các em. Rồi, ta đi vào bài học đầu tiên. Rồi, học bài sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. Thì cái bài này người ta làm thí nghiệm thôi. Thí nghiệm thế nào đây? Thí nghiệm này. Cái này nó không ghi gì đây. Cái này là thí nghiệm nhầm ghi vào đây. Cái biểu đồ nó như thế này. Khi mà U bằng 1,5V thì Y sẽ là 0,3A. Khi U nó tăng lên gấp đôi thì nó lên gấp 3. Thì Y nó cũng tăng lên gấp đôi. 0,6. U nó tăng 4,5 thì Y nó lên là 0,9. U nó tăng lên 60 thì nó 6 thì Y sẽ tăng lên 1,2. Như vậy U Y là tỷ lệ thuận với nhau. Đúng không? U tăng thì Y tăng. Người ta kết luận này. Kết luận là hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng hoặc giảm bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng hoặc giảm bấy nhiêu lần. Này tăng bấy nhiêu lần thì Y tăng bấy nhiêu lần. U tăng bấy nhiêu thì Y tăng bấy nhiêu. Rồi bây giờ mình làm cái bảng này. Lần đo 1 nè. U 2V thì Y là 0,1. Bây giờ lần đo 3 này thì Y 0,2 thì Y U là bao nhiêu? Vì có thể là thì cái này thế là bao nhiêu? Suy nghĩ được rồi. Tỷ lệ thuận với nhau á. Mấy? 4. 0. Còn chỗ này bao nhiêu thì mình phải lấy cái máy tính nhân chéo với ngang. Nhân chéo với ngang cũng bao nhiêu? 2,5 nhân 0,5. Chia 2. 1,25 à? Là mấy? Đúng rồi. 0,125. Rồi bây giờ luôn. Chỗ này sẽ bao nhiêu? Thế em lấy này nhân chéo qua này chia đây. Nhân chéo này chia này. Chắc là 5 không? Nếp 6 thì bao nhiêu? Chắc mình nhân đi. Nhân lên đây, chia đây. Nhân lên này. Không phải 3, đúng rồi. Như này mình thấy là hiệu điện thế nó tăng lên nè. Thì cường độ nó cũng tăng lên. Mình thấy tăng từ 2 lên 6, độ từ tăng từ 0,1 lên 0,3. Có nghĩa là khi hiệu điện thế mình tăng thì Y nó sẽ tăng. Đó. Bài 1 mình có chút cái máy. Vậy là bài 1 xong. Qua bài 2. Bài 2 là điện trở của dây dẫn định luật Ohm. Trong thí nghiệm với mạch điện có sơ đồ như hình 1.1. Nếu sử dụng cùng hiệu điện thế đặt vào hai đầu các dây dẫn khác nhau thì cường độ dòng điện qua chúng có như nhau không? Vấn đề là
cùng nghĩ như thế, nhưng mà qua các bạn phải đợi dây dẫn khác nhau thì cường độ nó có khác nhau, là cường độ nó khác nhau. Cái này người ta mới ghi tìm ra được cái này. R sẽ bằng U chia Y. Thì cái R này người ta gọi là điện trở của dây dẫn. Điện trở là ta ký hiệu như thế này và như thế này. Đơn vị điện trở này nếu U được tính bằng vô, Y được tính bằng ampe thì R được tính bằng là ôm, ký hiệu là ôm đây. Ôm trên bằng 1 vô chia cho 1 ampe. Người ta còn dùng bộ số ôm như là kilo ôm. Kilo ôm là 1.000 ôm. Mega ôm là 1 triệu ôm. Ý nghĩa của điện trở này trong thí nghiệm, các thí nghiệm ở bài 1 này. Với cùng hiệu điện thế đặt vào hai đầu các dây dẫn khác nhau, dây nào có điện trở lớn gấp bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua nó nhỏ đi bấy nhiêu lần. Do đó điện trở biểu thị mức độ cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây dẫn. Nhưng mà điện trở càng lớn thì Y nó càng nhỏ, người ta mới tính vấn đề lục ôm. Lục ôm như thế nào? Lục ôm này, hệ thức của định lục ôm ta đã biết. Đối với một dây dẫn cường độ dòng điện Y tỷ lệ thuận với hiệu điện thế U, thành em thí nghiệm rồi đó. Mặt khác, cùng với hiệu điện thế đặt vào hai đầu các dây dẫn có điện trở khác nhau thì Y tỷ lệ nghịch với điện trở. Kết quả thì ta có định lục ôm là Y sẽ bằng U chia R. Thì người ta phát điểm điện lục ôm cái nào, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế này đặt vào hai đầu dây dẫn và tỷ lệ nghịch với điện trở của dây. Nằm nằm dưới thì tỷ lệ nghịch, nằm nằm trên là tỷ lệ thuận. U thì đo bằng volt, Y đo bằng ampe, R thì đo bằng ôm. Rồi bây giờ tính cái bài này thì coi nào, vận dụng. Một bóng đèn lúc thắp sáng có điện trở 12 ôm và cường độ dòng điện qua dây tóc bóng đèn là 0.5 ampe. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn đó. Câu 3, câu hỏi 3. Cho thức này nè. Thấy coi nè. Vì Y bằng U chia R. U chia R. Mà U bằng Y bằng nhiêu? Đó nè. 0.5 ampe, R là 12 ohm. Bây giờ hỏi U là bao nhiêu thì biết là U. Gấp vô tính U thì bao nhiêu? Hai nhân nhau. Đúng rồi. Suy ra U bằng Y nhân R. Để gấp chỗ vô. Cái gì? Wow. 6 vôn. Nghĩ đi về trong. Đó. Thì là V, là đơn vị là V nha. Đi đâu bằng hạt bê. R đâu được ôm. Tiếp tục câu 4. Đặt cùng một hiệu điện thế vào hai đầu các dây dẫn có điện trở R1 và R2 bằng 3R1. Dòng điện chạy qua dây nào có cường độ lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần? Điện trở nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần? Thầy quay không vô cái bài. Y một nè, bằng U
y 2 là bằng u đặt cùng một kiểu thế mà r 2 là 3 là 1 thế nào lớn hơn cái này chia cho r cái này chia cho 3 là 1 ví dụ cái này chia 10 cái này tới chia tới 30 thì cái nào y nào lớn hơn như vậy dòng điện chạy qua dây dẫn 1 này là lớn hơn nên ta chia nhiều hơn chia nhiều hơn vậy y 1 lớn hơn y 2 và lớn hơn bao nhiêu gấp bao nhiêu lần đó là và lớn hơn 3 lần nói vậy thôi nha giờ định luật ôm này cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế tỷ lệ thuận với hiệu điện thế này và đặt bàn ngon hai đầu bằng dây và tỷ lệ nghịch với điện trở nhớ con chút này mình làm điện trở cùng dây dẫn được xác định bằng công thức r nè r mình đưa lên đây thì y đưa xuống biết cái đưa nào đưa chéo nè r sẽ bằng u chia u sẽ bằng y nhân r. Ồ, rồi như vậy là hai xong hai bài rồi. Mà có sách được tập không? Sách được tập có bài tập làm. Sách được tập không? Muốn mua không? Biết cập nhật bộ đó. À đó. Vậy là cứ nguyễn dưới cái gì đó. Có bài tập khóa nào không có thì gì có đây. Có luôn ta giải trong sách bài tập nha các bạn giờ mình giải trong quyển sách này bây giờ từ cái biểu đồ này thử coi nè trên hình 21 vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế của ba dây dẫn khác nhau từ đồ thị hãy xác định giá trị cường độ dòng điện chạy qua mỗi dây dẫn khi hiệu điện thế đặt giữa hai đầu dẫn là 3V như vậy khi mà u nó bằng 3V nè thì y 1 nó bằng bao nhiêu y một nó mình chiếu lên này này chiếu lên này y một nó là 5 mA mA là 1/1000 A y hai là bao nhiêu hai chiếu qua là 2 y hai là 2 mA y ba là bao nhiêu y ba là 1 đó. Rồi, nó hỏi gì đó. Dây dẫn nào có điện trở lớn nhất, nhỏ nhất, giải thích bằng ba cách khác nhau. Dây nào có điện trở lớn nhất? Thì mình nói là y là bằng u chia r. Không nào mà y càng lớn thì r càng nhỏ. Không nào y càng nhỏ thì r lớn, nhưng mà mình thấy r này là nhỏ nhất nè. Cho nên mình thấy r1 là lớn nhất. Lớn hơn là 2, lớn hơn là 3 đó. Thì mình giải thích là bằng công thức y mà u chia r. Rồi bây giờ qua bài của sao mình làm bài số 2 rồi còn có làm không? Cái màu này. Rồi bây giờ đây bài số 1 này. Bài số 1 là sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. Bài số 11. Những điện tối mà sao đây vẫn sáng rồi. Rồi. Thì phải đè nó làm bóng xuống rồi. Mà sao nó vẫn sáng kìa. Nó đè bóng nó tối nhưng vẫn sáng. Cái chỗ nào cái dính gì đó. Đó là giống cái người lên cái người hệ đè bóng.
khi đặt vào hai giây đầu dẫn mà hiệu thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua đó là 0.5A. Nếu hiệu thế đặt vào hai đầu dẫn tăng lên 36V, tăng lên đến 36V thì cường độ dòng điện là bao nhiêu? Làm bài này thì xem. Đi ra 12V thì là 0.5A. Đi ra nè. 12V thì 0.5A. Đi ra.36V thì nó bao nhiêu? 1.5B. Ủa, con nghĩ nó phải tập cái số. Số mấy đây? Ủa, này đây mình là 1 số 2. Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 1.5A khi nó được mắc vào hiện thế là 12V. Muốn dòng điện tăng thêm 0.5A thì hiện thế nó phải là bao nhiêu? Giờ bài này mình làm sao? Đây mình làm như thế nào? Thì bây giờ mình thấy 1.5A thì thế là 12V. Bây giờ muốn dòng điện em dây dẫn nó tăng thêm 0.5, bây giờ nó 1.25 rồi mình tăng lên 0.5 thì có nghĩa là lên thành 2A. Thì hiện thế là bao nhiêu? Để mình tính bấm ra xong. À. Bao nhiêu? 16. Đúng rồi, 16V. Xong như đâu? Tập bắt số ra nó cũng vậy thôi nha, năm khác gì. Rồi tiếp tục. Một dây dẫn được mắc vào hiện thế 0.6V. Chỉ được mở tay quá. Vậy thì đổi tay đi. Nó mua cây khác đi. Cái cây này không ổn. Cái này không ổn hả? Không ổn đi. Cái gì? Cái cây dẫn được chứ, chứ lại cái cây thì nó mình đi. Cái này dựng được đây mà sao nó ý là cây đó người ta có khớp á, tùy khớp mình điều chỉnh thôi. Cái này nó chỉ có một khớp. Ủa thầy ơi, quay mặt rồi, quay rồi hả? Quay thì nhấc lên vậy thấy hết rồi. Nhớ cắt nha mẹ, nhớ cắt kìa, cấp cắt mà lo gì, nhớ cắt cái mặt kìa. Rồi vậy đây tầm bài số 3 coi nè. Một cọc sinh nó 6V. 6V thì y là cái quả. Dạ, thì y là 2V. Thế hiện thế này là bao nhiêu? Nếu giảm hiện thế đi 2V. Giảm đi 2V chứ không phải giảm xuống còn 2V đâu. Giảm đi 2V thì còn là mấy V? 4V đúng không? Y là bao nhiêu đây? Biết hai đi nó không có sai luôn, như vậy bạn này sai sai rồi. Tiếp tục bài 1-4. Bốn nữ xem sao. Bốn được không? Khi đặt hiện thế 12V nó đầu dây dẫn thì dòng điện chạy qua nó là 6mA. Thì muốn dòng điện chạy qua nó được giảm đi 4mA thì hiện thế là bao nhiêu? Giảm đi chứ phải giảm xuống đâu nè. 12V qua là 60mA còn giảm xuống 2. Giảm đi rồi. Giảm đi 2 còn. Giảm đi 4. Còn giảm 2. Đi 4 còn 2. Thì đây còn bao nhiêu? Đó. Đó. Rồi. Giờ làm bài số 5 đi, từng làm.
Chạy đi, chạy đi. Câu nào? Ý để phụng ra đi. Phụng tăng thì ý tăng, ý diện phụng thì mấy. Hôm nay 16. Nếu tăng hiện thế giữa hai đầu một giây dẫn lên 4 lần thì cường độ dòng điện chạy qua dẫn thay đổi như thế nào? Nếu tăng hiện thế nó lên 4 lần thì cường độ nó sẽ như nào? Tăng 4 lần, giảm 4 lần, tăng 2 lần, giảm 2 lần. Chọn đáp án nào? Tăng là nó tỷ lệ thuận mà sao là giảm? Tăng 4 lần chứ. Lý do nào chọn con đi. Tiếp tục câu 17. Đồ thị nào dưới đây biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn bao hiệu điện thế hai đầu dây dẫn đó? Nói năm nay là y phụ thuộc vào ô biểu đồ nào? Đúng rồi. Vì công thức của nó là y bằng u chia ra nè. U bằng không, y bằng không. U tăng lên, y tăng lên. Tiếp tục bài 18. 18 như thế nào đây? Dòng điện đi qua một dây dẫn có cường độ y 1. Y hiệu được thế giữa đầu dây là 12V. Để dòng điện này có cường độ y 2 nhỏ hơn y 1. Còn lượng là 0.6y1. Thì phải đặt giữa hai đầu dây này một hiệu thế là bao nhiêu? Đây, các thầy phải ra tay rồi, nhìn đây nè. Bài số 18 hả? Y màu này thì nó là 12V. Y2 nhỏ, Y1 là 0.6Y1, có nghĩa là Y2 này là bằng y 1 nhỏ hơn 0.6, y 1 là trừ 0.6, y 1 thì là bao nhiêu? Thì 1 mà trừ 0.6 này á là bằng bao nhiêu phải không? Rồi, công thức 4 y 1 thì cái chỗ này bằng bao nhiêu thì sẽ bằng nè, nhân chéo lên. Lấy cái này, nhân chéo này lấy cái này, nhân này, chia ra này. Quy này về đây rồi. Bây giờ y màu dọc đi. 48 này là 48. Thấy không? Là thì nhân chéo như ngang y màu giống nhau gạch bỏ. Đúng không? Đây dưới giống nhau gạch bỏ nha. Ví dụ đi. Ví dụ như giống nhau gạch bỏ này, ví dụ như gì? Ví dụ 5 này nhân cho 3 nè, chia cho 5 này nhân 2 nè, thấy người ta gạch bỏ nè, gạch bỏ gì? Còn lại là trên như giống nhau gạch bỏ, trên dưới giống nhau gạch bỏ. Rồi bài 19 là 19 nữa coi. Ta đã biết rằng để tăng tác dụng của dòng điện, ví dụ như để đèn sáng hơn, thì phải tăng cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn đó. Thế nhưng trên thực tế thì người ta lại tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn. Hãy giải thích tại sao. Có nghĩa là cái bóng đèn mà càng sáng á, thì tăng cái cường độ lên thì nó sẽ sáng. Nhưng mà thực tế tại sao ta không tăng y mà ta lại tăng u thì đèn nó vẫn sáng lên. Nào, để mình giải thích. Thế đi quay cũng được. Thế làm bài thế này. Thế tại sao? Không hiểu hả? Để cường độ thì tỷ lệ thuận thì thế.
Thì nên mình tăng hiệu thế lên thì y nó sẽ tăng lên thì bóng đèn sẽ sáng lên thôi. À. Thì mình có nói là tại vì y nó tỷ lệ thuận mẫu. Chỉ đơn giản thôi. Lâu có 10. Mười lần cao cường độ dòng điện đi qua một dây dẫn là I1 khi điện thế giữa hai đầu dây dẫn là U1 bằng 7,2 V. Dòng điện đi qua dây dẫn này sẽ có cường độ I2 lớn gấp I1 bao nhiêu lần nếu thì điện thế giữa hai đầu của nó tăng thêm 10,8 V? Như vậy lúc đầu là 7,2 V, lúc sau là mấy V? Nó tăng thêm 10,8. Như vậy nó tăng lên 18 V. 18 V. Được. Bài tiếp 2 này cộng 10,8 đi. Chia cho bởi vì hiệu thế tăng lên 25 lần thì dường điện nó tăng lên 25 lần. Đơn giản thôi. Tiếp tục bài 11. Đây anh em mình lấy 7,18 này mình chia cho bạn. Bài tiếp 2 này. Tăng ra 2,5 lần. 2,5 lần. Câu 11 làm sao? Khi đặt một điện thế 10V giữa hai đầu dây dẫn thì dòng điện qua đó là 11,55 V. Hỏi phải giảm điện thế giữa hai đầu này một lượng bao nhiêu thì dòng điện nó còn 0,7 không? Lấy cái này chữ này. Còn. Phải giờ hỏi giảm bao nhiêu phải không? Làm như này nè. 10V thì là 1,25 A. Bây giờ hỏi là giảm điện thế hai đầu đi lượng bao nhiêu dòng điện qua dẫn là còn chỉ còn 0,75 đây người ta 0,75. Thì bây giờ mình tính cho bao nhiêu hả? Còn 6 V. Nếu mà hồi nó giảm hiệu điện thế đi bao nhiêu V? Từ 10 V mà còn xuống 6 thì giảm bao giảm 4. Ờ. Nó sẽ giảm 4 V. Đó là xong bài số 1. Và cái video chúng ta hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn và các em học sinh. Hẹn hôm sau nhé.